Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hòa Vang tổ chức phiên chợ hàng Việt tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Đây là phiên chợ hàng Việt thứ hai tại huyện Hòa Vang sau thành công tổ chức tại xã Hòa Bắc vào cuối tuần trước. Phiên chợ có sự tham gia của 20 đơn vị doanh nghiệp sản xuất, các nhà phân phối thuộc các ngành như thực phẩm chế biến, thực phẩm đóng hộp, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, vân vân. Chương trình đưa hàng Việt về tận xã giúp người dân có cơ hội tiếp cận và sử dụng các mặt hàng chất lượng, giá cả đảm bảo, tạo nên sự kiện thương mại nổi bật tại địa phương trong dịp cuối tuần. Dịp nay rồi gần dịp Tết thì đem lên để phục vụ cho nhân dân. Dịp Tết thì vui chứ, đây thì thấy vui. Nhiều năm nay, cứ mỗi dịp cuối năm, Sở Công Thương và các đơn vị chức năng, các doanh nghiệp lại tổ chức nhiều phiên chợ hàng Việt và chuyên hàng tăng cường về phục vụ người dân nông thôn, vùng miền núi. Chương trình này không chỉ giúp người dân tiếp cận được nguồn hàng phong phú, đa dạng, mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng Việt. Là cơ hội để các sản phẩm đặc trưng của địa phương, các sản phẩm ô cốp được đến gần hơn với người tiêu dùng ở các vùng nông thôn vốn khó tiếp cận với các kênh quảng bá. Với trên địa bàn của xã Hòa Ninh thì hiện nay thì về hạ tầng giao thông thì cũng đã được có sự kết nối. Tuy nhiên về hạ tầng thương mại thì hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn một số cái khó khăn. Bởi vì nhất là cái hệ thống lưu thông chủ yếu của địa bàn xã thì qua cái phục vụ của chợ Hòa Ninh và một số cái đại lý. Còn đa số thì bà con nhân dân muốn mua sắm những cái việc lớn và những hàng hóa thì đều phải xuống trung tâm thành phố, những cái siêu thị, những trung tâm thương mại để mua sắm. Do vậy là cái việc mà phục vụ các cái phiên chợ mà hàng Việt Nam như thế này là rất là đáp ứng được cái mong nhu cầu của bà con. Các phiên chợ hàng Việt về các xã nông thôn, miền núi, huyện Hòa Vang là hoạt động trong chương trình Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng năm 2021 và hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Sau phiên chợ hàng Việt tại xã Hòa Ninh, Sở Công Thương sẽ tiếp tục đưa hàng Việt về xã Hòa Thiến, dự kiến vào từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12.